Bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden Chúng ta phải chấm dứt một cuộc chiến không văn minh ở đất nước này Ông Biden bước vào Nhà Trắng và đối mặt với đại dịch Ông Biden ký hàng loạt các văn kiện đầu tiên với chức vụ Tổng thống Đây là bản tin cập nhật hậu bầu cử Mỹ 2020 trên kênh FBNC Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Tư ngày 20 tháng 1, tuyên bố kết thúc một cuộc chiến không văn minh ở một đất nước bị chia rẽ sâu sắc, đang quay cuồng với nền kinh tế bị tàn phá, và đại dịch coronavirus hoành hành đã giết chết hơn 400.000 người Mỹ. Đây là thời khắc lịch sử của một cuộc khủng hoảng và nhiều thách thức của đất nước chúng ta, và chỉ có đoàn kết là con đường phía trước và chúng ta phải đáp ứng được điều đó với tư cách là hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nếu chúng ta làm được điều đó, tôi đảm bảo với bạn rằng chúng ta sẽ không thất bại. Chúng ta chưa bao giờ thất bại khi chúng ta hành động cùng nhau. Và vì vậy hôm nay, tại thời điểm này, chúng ta hãy bắt đầu lại mọi thứ. Tất cả chúng ta hãy bắt đầu lắng nghe lẫn nhau, nhìn thấy nhau và tôn trọng lẫn nhau. See one another. Show respect to one another. mọi bất đồng không nhất thiết phải là nguyên nhân của chiến tranh và chúng ta phải bác bỏ văn hóa mà bản thân các sự kiện bị thao túng Và thậm chí là bịa đặt những tháng gần đây đã dạy cho chúng ta một bài học đau đớn có sự thật và có những lời nói dối những lời nói dối được nói ra vì quyền lực và lợi nhuận. Và mỗi chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm với tư cách là công dân, là người Mỹ, và đặc biệt là những nhà lãnh đạo đã cam kết tôn trọng hiến pháp của chúng ta và bảo vệ quốc gia của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ sự thật và đánh bại những lời nói dối nhưng câu trả lời không phải là co mình lại là rút lui vào các phe phái cạnh tranh làm mất lòng tin của những người trông không giống bạn hoặc không tôn thờ cách bạn làm hoặc không lấy tin tức từ cùng một nguồn như bạn chúng ta phải chấm dứt điều này chấm dứt sự phân chia màu đỏ với màu xanh nông thôn với thành thị bảo thủ với tự do chúng ta có thể làm điều này và hành động đầu tiên của tôi với tư cách là tổng thống, tôi muốn đề nghị các bạn tham gia cùng tôi trong giây phút cầu nguyện để tưởng nhớ tất cả những người mà chúng ta đã mất trong năm qua vì đại dịch. 400.000 đồng bào Mỹ, những người mẹ, người cha, người chồng, người vợ và con trai, con gái, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp. Chúng ta sẽ tôn vinh họ bằng cách trở thành những con người và quốc gia vĩ đại. Ông Biden 78 tuổi trở thành tổng thống Mỹ cao tuổi nhất trong lịch sử tại một buổi lễ quy mô nhỏ hơn ở Washington so với những lần trước. Buổi lễ đã bị tước bỏ vẻ hào hoa và hoành tráng thông thường do lo ngại về coronavirus và những rủi ro an ninh sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol các đảng viên Cộng hòa hàng đầu, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence và các lãnh đạo quốc hội của đảng, đã tham dự lễ nhậm chức của ông Biden cùng với các cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, George Bush và Bill Clinton. Ông Biden nhậm chức vào thời điểm quốc gia bất an sâu sắc, đất nước phải đối mặt với những gì mà các cố vấn của ông đã mô tả là bốn cuộc khủng hoảng cùng lúc, đại dịch, suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng chủng tộc. Ông Biden đã hứa sẽ hành động ngay lập tức, bao gồm một loạt các lệnh điều hành trong ngày đầu tiên nhậm chức. Đặt tay lên cuốn kinh thánh gia truyền đã có trong gia đình mình hơn một thế kỷ, ông Biden tuyên thệ nhậm chức trước sự làm chứng của tranh án Hoa Kỳ John Roberts. We stand, We're 108 years ago chúng ta đứng đây chỉ vài ngày sau khi một đám đông bạo loạn nghĩ rằng họ có thể sử dụng bạo lực để bịt miệng ý chí của người dân ngăn chặn công việc xây dựng nền dân chủ của chúng ta xua đuổi chúng ta khỏi mảnh đất thiêng liêng này điều đó đã không xảy ra sẽ không bao giờ xảy ra không phải hôm nay không phải là ngày mai và cũng không bao giờ Here we stand. Chúng ta đứng đây, nhìn ra quảng trường tuyệt vời, nơi nhà lãnh đạo lỗi lạc Luther King từng nói về ước mơ của mình. Chúng ta đứng đây, nơi 108 năm trước trong một lễ nhập chức khác, hàng nghìn người biểu tình đã cố gắng ngăn chặn những phụ nữ dũng cảm, tuần hành đòi quyền bầu cử. Và hôm nay chúng ta đánh dấu lễ tuyên thệ của một người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, được bầu vào một trong những chức vụ cao nhất quốc gia, Phó Tổng thống Kamala Harris. Đừng nói với tôi mọi thứ không thể thay đổi. Ngay sau lễ nhậm chức, ông Joe Biden đã bước vào Nhà Trắng lần đầu tiên với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ. Với tư cách là tổng thống, ông Biden sẽ cố gắng bắt đầu thực hiện giải quyết đại dịch coronavirus bằng một loạt các lệnh hành pháp ngay lập tức để dẫn dắt một đất nước đang quay cuồng với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất hơn trong một thế kỷ. Ông Biden nhậm chức một ngày sau khi Mỹ đánh dấu 400.000 ca tử vong do Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 3 năm ngoái, trong khi các chương trình tiêm chủng đã tụt hậu xa so với mục tiêu 20 triệu người cần phải tiêm chủng vào cuối năm 2020. Ngồi vào bàn làm việc tại Nhà Trắng, ông Biden đã ký một loạt các văn kiện hành động chính thức đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống. Ông Biden và Phó Tổng thống Harris sau đó nhận quà từ các nhà lãnh đạo lưỡng đảng của Quốc hội. Thưa ngài Tổng thống, đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và chồng, chúng tôi thay mặt cho người dân Mỹ rất vinh dự được giới thiệu những chiếc bình pha ly lenox được làm bằng tay này để kỷ niệm lễ nhậm chức lịch sử của ngày. Ngày biết đấy, những chiếc bình làm thủ công tinh xảo này từng là món quà trong chín lễ nhậm chức của các tổng thống trước đây. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo Đảng Cộng hòa Thượng viện Mick McConnell đã tặng họ một cặp cờ Hoa Kỳ được treo trên điện Capitol trong lễ nhậm chức. Thưa Tổng thống, thưa bà Phó Tổng thống, trong khi đại dịch đã làm hạn chế đáng buồn sự hiếu khách thông thường của chúng tôi, tôi rất vui vì chúng tôi vẫn tiếp tục một số truyền thống nhậm chức yêu thích của mình. Đó là vinh dự và đặc ân của tôi để gửi tặng những lá cờ quốc gia của chúng ta đã được tung bay trong sự kiện hôm nay tại Điện Capitol. Biểu ngữ Star Spangled là biểu tượng lớn nhất của chúng ta về sự biển bỉ với ý tưởng Mỹ. Nó bay trên tòa nhà này vào những ngày chiến thắng và cả những ngày bi thảm trên tất cả các phe phái. Và hôm nay, lá cờ này đã tung bay trong lễ nhậm chức đồng nghiệp cũ của chúng tôi với tư cách là nữ phó tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ vì vậy gửi tới người đồng nghiệp cũ vô cùng yếu tú của chúng tôi thưa bà phó tổng thống xin vui lòng nhận lá cờ này với lời khen và lời chúc mừng cao nhất của thượng viện hoa kỳ tôi có vinh dự được trao lá cờ cho tổng thống hoa kỳ lá cờ đã được tung bay khi ngài tuyên thệ nhậm chức. Thưa ngài Tổng thống, lá cờ này phản ánh tất cả những gì nói về lễ nhậm chức của ngày. Nước Mỹ có thể là một biểu tượng về hy vọng, sự chữa lành và tất cả sự nhiệt tình mà mọi người dành cho đất nước của chúng ta. Thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy và lãnh đạo phe thiểu số trong Hạ viện Steny Hoyer tặng ảnh Tổng thống và Phó Tổng thống khi tuyên thệ nhậm chức hôm nay phó tổng thống harris đã làm nên lịch sử và cả nước mỹ nên ăn mừng vì điều đó nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng đây không phải là kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu là những nhà lãnh đạo chúng ta được đánh giá không phải bằng lời nói mà bằng hành động của mình vì vậy chúng ta hãy cùng nhau đi lên từ đây hoàn thành những điều tuyệt vời cho người dân mỹ và mỗi khi bạn nhìn vào bức ảnh này hãy nhớ lại bước đầu của công việc của chúng ta phải làm xin chúc mừng